Sáng ngày 2 tháng 11, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thép tấm lá Phú Mỹ, VN Steel PFS đã đến Tuổi Trẻ và thông qua chương trình cùng báo Tuổi Trẻ cứu trợ bà con vùng lũ, đóng góp 7.000 mét vuông tôn trị giá 500 triệu đồng cho bà con sửa chữa lại nhà sau bão. Của công ty thép tấm lá Phú Mỹ thì nó xuất phát từ nguồn an sinh xã hội của công ty hàng năm là do người lao động tích góp lại, sau đó là trao cho chính quyền để chính quyền đi làm công tác xã hội từ thiện hàng năm. Thì đó là cái nguồn mà công ty trích ra. Cái giá trị mà 500 triệu thì chúng tôi cũng quy ra là cái hiện vật là khoảng là 7.000 mét tôn. Thì cái này là chúng tôi sẽ trao cái hiện vật tận tay cho người dân vùng lũ. Thì qua những cái thông tin báo và đài và qua một cái đối tác của công ty, người ta đã giới thiệu đến báo Tuổi Trẻ để tiếp cận những cái nguồn những cái nhanh và để chuyển những cái hiện vật ra cho đồng bào lũ, và đã triển khai rất là nhanh. Thì đó là cái điều của công ty rất là tin tưởng báo Tuổi Trẻ. Trước đó cũng thông qua báo Tuổi Trẻ, ca sĩ Ái Phương cũng đại diện cho phòng trà Chợ Gạo trao số tiền 220 triệu đồng cho chương trình Hướng Về Miền Trung, gửi gắm chia sẻ của nhiều anh chị em nghệ sĩ và khán giả đến đồng bào vùng lũ. Khi mà em là chủ phòng trà, khi mà em gọi điện cho mấy bạn này là tất cả mọi người là đều ở, gọi là nhiệt tình tham gia mà cũng không có lấy cà xê gì hết. Yeah. Thì hai đêm thì tụi em thu được thì cũng đầu tiên là chỉ được có 100 mấy triệu thôi. Yeah. Đó, rồi sau một chút trên đó là sau đây con số lẻ lẻ như vậy thì nó mới gửi thêm 50 triệu nữa. Yeah. Là tới chẳng 200. Mà cái 200 nó cũng thấy thì em cũng đi xin thì kia thêm. Yeah. Thì ra được chẳng là 220 triệu. Thế là lúc đầu thì em còn đang đo, tại vì tuy là nói có 220 triệu nó không có quá nhiều, nhưng mà cũng là tấm lòng của rất là nhiều khán giả và bạn bè kia gom lại, thì nên là tụi em cũng rất là đắn đo chọn đơn vị uy tín mà tụi em chắc chắn là số tiền này sẽ đến được với người, gọi là với cái người cần, thì tụi em chỉ có tin tưởng vào Tuổi Trẻ thôi. Cái này những hiện vật cũng như những số tiền ủng hộ đó không chỉ là vật chất hỗ trợ ban đầu, mà đó còn là tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về miền Trung, tạo động lực cho bà con khôi phục cuộc sống sau bão lũ.